ca sĩ người Mỹ gốc Việt Sangeeta Kaur, tên thật là Mai Xuân Loan, và đạo diễn Bảo Nguyễn có tác phẩm nhận đề cử giải Grammy 2025. Cụ thể, trong danh sách của Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ hôm 8 tháng 11, Sangeeta Kaur được đề cử hạng mục tuyển tập nhạc cổ điển hay nhất Best Classical Compendium Album với tác phẩm Mythology 2. Album do nhà sản nhạc Denai Sanders Flash sáng tác dựa trên thần thoại Hy Lạp. Các ca sĩ trình diễn gồm giọng nữ cao Sangeeta Kaur, Hila Pripman, giọng nam cao Omar Naimi và nghệ sĩ dương cầm Robert Hees. Sangeeta Kaur, 44 tuổi, tên thật là Mai Xuân Loan, có cha mẹ là người Việt Nam, sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Cô tốt nghiệp ngành trình diễn opera tại Nhạc viện Berklee thuộc Đại học bang California và có bằng thạc sĩ tại Nhạc viện Boston ở Berkeley, Mỹ. Ca sĩ từng phát hành album Niguma, Ascension, Myros, Compassion và Illuminance. Bên cạnh Sangeeta Kaur, dự án tài liệu The Ritist, Night in Pop của đạo diễn Bảo Nguyễn được đề cử hạng mục phim âm nhạc xuất sắc. Với những cảnh quay chưa từng công bố, tác phẩm đi từ giai đoạn hình thành ý tưởng, quá trình sáng tác By We Are The World của Lionel Richie và Michael Jackson đến khi ekip phát hành nhạc phẩm vào tháng 3 năm 1985. Điểm nhấn là khoảnh khắc hàng chục tên tuổi lớn trong làng nhạc hội tụ ở một phòng thu tại Los Angeles, Mỹ, thu âm ca khúc nhằm cứu trợ nạn đói ở châu Phi. Trước đó, The Ritist, Night in Pop nhận 3 đề cử Emmy 2024, gồm phim tài liệu xuất sắc, đạo diễn xuất sắc cho phim tài liệu và biên tập âm thanh xuất sắc cho phim hư cấu, non-fiction.